Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục với len màu hồng ha. Cũng là lật sản phẩm lại nha. Các bạn lật sản phẩm lại nè. Tương tự như lúc nãy chúng ta nối len màu hồng vào. Ở hàng này thì chúng ta sẽ bỏ phần tay cho cái váy. Cũng một móc đơn vào đây ha. Ở đây mình đang có là 40 mũi ha. 40 mũi ở trên cái vòng này thì mình sẽ móc qua 5 mũi móc đơn. Đây là một mũi rồi. Hai nè. 3. 4. 5. Để tạo phần tay mình sẽ móc 3 mũi bính. 1, 2, 3. Và mình bỏ qua 10 mũi đơn trên cái hàng màu trắng này ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bỏ qua 10 nè. Bắt đầu vào cái mũi 11 đây. Mình sẽ móc qua 10 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây đối với cái phần mà nối sợi cho mũi móc đơn á, thì chúng ta sẽ móc qua một mũi luôn ha. Các bạn sẽ rút chỉ qua luôn như thế này. Xong rồi chúng ta sẽ nối vào như thế này. Đâm kim vào giữa bính nè. Và đâm kim vào giữa bính của cái chân móc nè. Và chúng ta lấy sợi lên. Đó, và chúng ta tiếp tục thôi. Cái sợi này một tí nữa mình sẽ giấu vào hàng sau ha. Đây mình sẽ cặp ở đây và mình móc nè. 8 2 4 6 8 nè. 9 nè. 10 nè. Và tương tự như cái tay bên đây mình sẽ móc 3 bính. 2 nè, 3 nè và bỏ qua 10 chân móc phía dưới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Móc ở đây. 1, 2, 3, 4. Ở đây hình như mình có móc sai. Để mình đếm lại chân móc ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Vậy là ở đây mình đã móc thiếu một mũi ở cái hàng đầu tiên. À, đây rồi. Đáng lẽ là hai mũi kép cùng chân nhưng mà ở đây mình chỉ có một kép nè, bị thiếu một mũi rồi. Nhưng mà ở đây mình sẽ ăn gian luôn ha, mình ăn gian mình thêm một mũi vào ở chỗ này luôn. Ở đây mình sẽ móc một mũi tăng đi. Lúc nãy mình quên đếm lại á. Đây mình sẽ tăng một mũi ở đây ha, cho nó đủ mũi nè. Khi móc các bạn nhớ đếm lại cẩn thận ha. Rồi, cho ở đây cũng 5 mũi giống như ở phía trước luôn. 4, 5 nè. Xong rồi. Đến hàng thứ 4. Hàng thứ 4 mình sẽ dựng một bính và xoay sản phẩm lại ha. Mình sẽ móc. Hàng này là 26 mũi móc đơn. 1 nè. 2 3 4 5. Xong rồi mình sẽ móc 5 ít 3 ít trên dây bính ha. 3 ít trên cái 3 bính lúc nãy đó. 1 nè. 2 3. Trên đây là 10 ít nè, 1 nè, 2 nè.
ít là mình ký hiệu cho mỗi móc đơn các bạn ha. 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10 rồi ha, mình đếm sai. 3 ít trên bính nè. 1 2 3 nè. 5 ít 1 2 3 4 5. Đến cái hàng này á, mình sẽ làm một cái khuy ha. Nên ở đây mình sẽ móc ra 1 2 3 4 nè. Và mình xoay lại, ở đây mình móc mũi đơn. Ở đây mình móc mũi đơn thì các bạn móc 3 thôi là được rồi. 3 và xoay lại móc đơn cho hàng thứ 5. Hàng thứ 5 chúng ta cũng móc 26 mũi đơn. Đây, nó sẽ có cái lỗ như thế này ha. Các bạn thích dễ gài á, thì các bạn làm 4 mũi cũng được, 4 mũi bính ngay chỗ này cũng được. Thì cái khuy của mình nó sẽ to ra, dễ gài hơn. Nhưng mà mình thì thích nó nhỏ nhỏ, thì khi mà gài vô là nó vừa sát thôi, nó sẽ đẹp hơn. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Xong hàng thứ 5 thì nó đã ra cái phần thân trên của váy nè. Mình cắt cái phần thừa này đi ha. Cắt đi. Bây giờ đến hàng thứ 6. Hàng số 6 thì chúng ta sẽ bắt đầu móc tùng váy ha. Ở đây tùng váy mình sẽ móc bằng mũi móc kép. Bây giờ chúng ta sẽ móc 26 mũi kép tăng vào đây. Ở đây mình sẽ dựng hàng 3 bính nè, dựng hàng bằng 3 bính. Xoay lại ha. Một mũi nè. Hai mũi vào cùng chân ha. Đó, chúng ta móc liên tục đến cuối hàng. Phần tùng váy này thì các bạn móc nhẹ tay một tí cho cái sản phẩm nó mềm á, thì nó sẽ bồng bềnh cái váy ra hơn. Mình kéo hơi cao cái phần kép nè. Kéo hơi cao cái phần bụng kép này lên thì nó sẽ mềm, cái sản phẩm mình nó sẽ mềm hơn một chút. Móc kép thôi nên mình móc nhanh lên một tí các bạn ha, để vi giáo nó không có bị dài quá. Đến đây mình cũng bị nối len nè. Mình sẽ kéo qua như thế này ha. Một tí nữa mình cắt sợi sau.
và mình móc bình thường nè. Phần này mình sẽ cặp vào rồi mình móc qua bình thường, cặp cái phần sợi vào, rồi mình móc xong là mình chỉ cần cắt thôi, không cần phải giấu nữa. Do cái sợi màu hồng này là mình tháo ra, tháo từ những cái sản phẩm lõi á, nên thành ra nó có những cái đoạn nối như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta móc cái cuộn len nguyên, nó cũng có khi nó bị nối nữa. Do người ta đang quay cuộn thì nó bị đứt hay bị như thế nào đó, cũng có những đoạn nối thì chúng ta cũng nối tương tự như vậy. Các bạn giấu qua khoảng 3 hoặc 4 chân móc là nó chắc rồi. Kỹ thì các bạn giấu đến 5-6, nhưng mà chúng ta giấu vào dài quá thì nó hơi cộm á. Các bạn giấu ngắn thôi là được rồi. Hàng này thì chúng ta sẽ kết hàng lại ha, kết hai cái mép sản phẩm lại để tạo cái phần tùng váy tròn luôn. Cuối hàng nè, xong mình sẽ nối qua bên đây luôn. Đây mình sẽ đâm ha, đâm vào đây nè, đâm qua bính bình thường nè, kết hàng. Khi kết thì chúng ta kéo chặt tay một tí để cái mũi kết hàng nó được đẹp hơn. Rồi tiếp tục hai hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ móc mũi kép thôi ha, không tăng không giảm. Mỗi hàng sẽ là 52 mũi kép và trượt kết hàng. Mình sẽ dựng lên 3 bính ở đây. Các bạn có thể dựng lên 2 bính và kéo hơi cao tay một tí cũng được, cao cái mũi bính một tí cũng được, hoặc là móc 3 bính mà mũi bính nó hơi chặt lại một tí để cho cái phần mũi dựng hàng này nó không bị lộ ha. Mỗi chân một mũi đến cuối hàng ha. Và các bạn móc thêm một hàng như vậy nữa. Hàng số 7 và số 8 đó là mỗi hàng 52 mũi móc kép. Đây là sau khi mình đã móc xong hai hàng 52 mũi kép này ha, mình sẽ trượt kết hàng và kéo chỉ qua luôn. Xong chúng ta sẽ cắt nè. Đây là mình đã hoàn thành tương đối rồi đó. Còn đi một cái đường viền màu trắng nữa là xong ha. Đây là những cái đoạn mà lúc nãy mình nối sợi mà mình chưa cắt nè, mình sẽ cắt bỏ. Vung cái tay lên nè. Cái chỗ này của mình bỏ hơi nhỏ nên thành ra nó bị khuất vào trong nè. Nó sẽ gài qua đây ha. Chắc chúng ta nên bỏ ở đây 4 mũi bính hoặc 3 mũi thì các bạn móc rộng hơn một tí thì nó sẽ thấy nó rõ ra hơn. Bây giờ mình sẽ viền bằng màu trắng ha. Ở đây mình sẽ móc xích qua một tí cho nó dễ
dấu mới, không cần phải móc ngay cái chân mà các bạn kết hàng đâu, các bạn móc xích qua một tí nè. Đây mình sẽ đâm kim qua bính như thế này, vẫn bình thường thôi, chúng ta nối chỉ vào bằng một bính nè, cặp sợi vào và móc móc đơn. Hàng này chúng ta sẽ móc 52 mũi móc đơn ha. Kéo cái phần này hơi sát vào một tí cho nó đẹp. Các bạn viền một hàng móc đơn qua như thế này. Ở đây á, thì ngay đây nè, nếu các bạn móc qua đây luôn á, thì nó hơi xa, thì mình sẽ móc ăn gian vào đây thêm một mũi nữa cho nó đều và thấy nó đẹp hơn á. Thành ra có một cái móc đơn ở đây nữa, hàng này chúng ta sẽ thành 53 ha, 53 đơn. Thì tùy khi mà các bạn móc thì các bạn thấy móc như thế nào mà cái hàng viền của mình nó đẹp thì các bạn cứ điều chỉnh ha. Kéo cái này hơi sát lại một tí. Mình móc qua bình thường ha. Ở đây có cái sợi dư nè, chúng ta cặp vào chúng ta móc luôn. Các bạn móc đơn đến cuối hàng ha. Mình đã móc móc đơn đến cuối hàng nè. Ở đây á, thì mình sẽ cắt vài dấu sợi như thế này cho nó đẹp hơn. Chúng ta dùng kim khâu nè. Mình sẽ đâm qua mũi bính giống như chúng ta móc vậy đó. Ở bên đây thì sẽ đâm vào giữa mũi bính ha, đâm vào ở giữa nè và đâm xuống đây. Đây chúng ta kéo lại thì nó cũng giống như là một mũi chúng ta vừa móc. Rồi các bạn giấu sợi thôi, mình giấu ngược nó qua bên đây. Xong ha, cắt chỉ nè. Vậy là chúng ta đã móc xong cái váy cho túi búp bê rồi đó. Thì các bạn đơm cái phần nút ở phía sau nữa là được ha. Phía trên này một nút, phía dưới này một nút nè. Các bạn tìm hạt tròn giống như mình nè, hạt vẹt nè. Hạt này của mình khoảng 3-5 mm á. Trước khi móc á, thì các bạn tìm cái hạt trước, cái hạt hoặc cái nút mà các bạn dự định làm á, thì khi mà bỏ khuy á, chúng ta sẽ ướm vào với cái hạt cũng được. Như vậy thì nó sẽ chắc ăn hơn ha. Khi chúng ta bỏ khuy thì chúng ta sẽ ướm thử vào, ướm thử vào. Rồi khi móc xong thì chúng ta khâu vào thôi. Chúc các bạn thành công ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.